Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy NG đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nha. Và nếu anh em nào là fan từ game này, hãy để lại cho mình một like. Và nếu video được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon City nhé. Ok, mình nhận phần thưởng cái Win Quest và Win League Wish. Ok, nhiều nhiệm vụ quá. Hiện tại đây thì còn một cái nó đang mất thời gian đây. Thì mình cũng sẽ cho nó ra đâu đó. Mình sẽ cho ra đâu đây? C. Môi trường hệ nước à? Môi trường hệ nước thì dưới này chắc là sẽ cũng có đây. Hình như là không có. Có đấy mà. Có một con nhỏ nhỏ, con này thì mình có rồi, mình sẽ bán cái con metal đi anh em ơi. Và mình sẽ cho không, đấy không phải metal mà là con luminancer thì phải. Nó kiểu đấy, dạng dạng như vậy. Rồi, chúng ta sẽ cho 5 con này hát trinh ra. Là chúng ta sẽ đủ coi để lấy được cái con kia thôi. Nó cũng khá là dễ thôi anh em, không khó lắm đâu. Tiếp theo ta sẽ hát trinh cái gì đó, breeding hát trinh cái gì đó nữa là sẽ xong. Bán này thêm một con nữa ra đây, hai con nữa, chúng ta sẽ cần khoảng hai con nữa đấy. Sell bán luôn, chẳng để làm gì cả dĩ nhiên. Rồi place ra vào đây như thế này, bán và bán. Ok, chúng ta đã xong. Và mình nhận thưởng ở đây đó, claim mình sẽ nature and war vẫn là như thế thôi, không có gì khác cả đúng không? Nature and War. Nature, mình có thể tìm theo từ này, Nature, nó sẽ ra luôn này. Đấy, Nature, mình chỉ có hai con anh em ạ. War, Dragon. War mình có hai con thôi. Thì từ trước đến nay thì đều thế hết mà. Nature and War. Cái con War thì nó hơi thiếu con. Nature đây. Nature. Nature đây, War Dragon. Chúng ta cũng sẽ có ngay War đâu. Đây, War đây. Ơ, không ra nhỉ. War đây. Có ngay anh em ạ, sẵn sàng luôn rồi. Có lên thêm coi lấy thôi. Bây giờ làm thêm cái nhiệm vụ là Win League Battle 3 lần. Xong rồi lại vào chơi tiếp cái này nha anh em. Không anh có cái gì nhỉ, rồng gì để review không? Lâu lâu rồi cũng không có mấy cái loại rồng mới cho lắm để có thể review cho anh em xem. Mấy con rồng heroic của mình thì mình cũng không có đấy. Chi phí với 72.000 máu, tấn công phát như thế này, đập phát xong rồi. Chúng ta sẽ có pua line ở đây, một đập Scorpio Rest gì đó. Rồi chúng ta sẽ có thêm một con bên này nữa. Bonds với 54.000 máu. Rồi chúng ta sẽ Warfish. Đấy. Rồi đập luôn, thắng luôn. Team này nói chung là đấu cái League of Master này bây giờ coi như cực kỳ là dễ rồi. Không hề khó khăn gì. Ngày xưa thì mình khó rồi, bây giờ thì quá dễ. Bây giờ mình cần thắng 3 trận League of Battle đúng không? Chơi luôn 3 trận League of Battle luôn. Có gì chơi đấy luôn. Không để giành bất kỳ một trận nào luôn. 72.000 máu này. Đấm phát Warfish và 83k. Nashi cũng 7, cũng tầm ở 72. Khỏe phết nhờ. Hình như nó khắc hệ mình hay sao ấy. Nó đập mạnh hơn bình thường. Đúng không? Như thế này. Evia 72.000 máu luôn. Claim thêm thức ăn, thêm một hit nữa như thế này luôn. Poor Line với 82.000 máu. D10 MDS. Đấy, tất cả thứ 73.000 này. Con này sẽ rơi vào tầm khoảng 51.000 máu. Cho 56k. Yes, khá hay. Claim 1.100. Đánh luôn trận này đi anh em. Để giành thì cũng không làm gì cả. Pua Lai cộng 87k. Coco cũng sẽ rơi tầm khoảng 72.000 như thế này. Rồi, con này sẽ rơi tầm khoảng 42.000 máu. Pua Lai. Đấy, đập phát xa thắng luôn. Xong luôn, claim. Chúng ta đã chiến thắng và mình sẽ nhận thêm được coin dĩ nhiên. Mình sẽ Battle Arena 6 trận luôn. Ok. Chơi hết luôn. Chơi hết mình luôn.
không để dành lại bất kỳ cái gì luôn. Xong rồi sẽ vào kia đánh nốt. Trong này thì cũng dễ, cũng chẳng hề khó một tí xíu nào cả. Rồi, ok, Nessie Dragon 65.000, con này 54.000. Nó sẽ sử dụng băng được không ta? Chẳng cần. Chiến thần của chúng ta nó là một cái thực thể nó quá mạnh rồi, không cần thiết phải để một bên kia luôn nha. Horatio với 94.000 máu. Yes, này chúng ta sẽ có là 6 trên 20 9 trên 20, đánh hết cái trận này cả, khá lâu đây. 94 ngó. Warfish như thế này, bên này là sẽ 76.800 máu. Chỉ một lần nữa là mình sẽ thắng nó. Chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu, chạy đâu? Chúng ta sẽ có 74.000 máu phát nữa. Lên này, chúng ta sẽ có là 12 trên 20. Một hit nữa. Đây, một hit này 82.000 à. Mình sẽ đập được phát nữa là nó sẽ gọi là tiêu đời luôn. 6.000 máu. Beast Khaled cũng sẽ rơi vào tầm khoảng 76.000 máu như thế này. 76.000, úi, không chết à? Nó chỉ còn vài trăm máu thôi anh em ơi. Nó sẽ hy sinh. Một con nữa là 90, rơi vào tầm khoảng 94.000 máu. 94.000 là 171 máu. Một đập. Chiến thần, anh em nhớ là cái này là không ai được đâu ấy, phải để ý đấy, không là chết đấy anh em, không là đai ngay đấy. Claim này 35 32 và 35, toàn con khỏe thôi, không hề dễ. Chúng ta sẽ có Pua Lai. Đấy, con này cũng 60.000 máu luôn. Con này mình cũng sở hữu rồi anh em ạ, cũng khá là đẹp. Nói chung là hầu hết rồng xịn xịn là mình đều có hết, từng con một, không thiếu con nào cả. Chúng ta có 18 trên 20, hai trận nữa là chúng ta sẽ đủ 6 trận để mình đập bọn kia là xong nha. Ok, pua lai cộng như thế này. Chúng ta sẽ có pull line nữa, mấy chiêu kia bị cấm hết anh em ạ. Chúng ta còn chẳng còn một cái chiêu nào cho bọn kia cả, đúng không? Pull line này, pull line cộng như thế này này. Rất nhanh. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh. Một hit nữa thôi là cả team nó bay màu. Đấy. Xong, một phát nữa thôi. Mình vẫn hạ được, một mình vẫn có thể cân cả team được mà. Bọn kia thì nó yếu. Rồi, chúng ta sẽ kiếm thêm được đó chính là 20 trên 20. Và mình sẽ ấn Open. Open, ra xem có cái gì không. Có mấy con thôi, không nhiều lắm. Một cái nữa nhá. Một trận nữa thì mới đủ được cái nhiệm vụ anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ có chiến binh này, Warfish như thế này. Xem nó có khắc hệ được mình hay không. Một hit nữa, pua lai cộng như thế này. Nhanh thôi. Một hit nữa, như thế này luôn, là xong. Xong xong xong, một hit nữa, một chiêu nữa. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong 6 trận ở trong phần Limit Battle. Đây, tất cả đã xong. Và đi nhận coin thôi. Cái coin này nhận lâu quá. Có lấy phút 200.000 à. 200.000 phút thì hơi khó rồi. Bên mình đang trồng cái loại 3M ở đây. Hy vọng là sẽ có ra. Cái hòm này không phải hòm level 5 rồi. À, hòm level 5 thật ạ. Hòm level 5. Ngon. 10 orb of Vulcan. Hình như Vulcan nó lên được cấp hay sao ấy nhỉ? Hình như Vulcan nó lên được sao hay sao ấy. Khỏe lắm rồi. Đúng không? Vulcan hình như sẽ lên được cấp hay sao ấy.
Rồi, chúng ta sẽ ở đâu đây? À, có coi rồi, có đủ lượng coi mình cho cần thiết chưa? Nhiệm vụ thì chưa xong. Mình sang bên kia mình xem mình có thể triệu hồi có gì không. Có thể lên summon có gì không. Vulcan Recon Empower này. Kitsune có thể được 3 sao. Ở Mamatus lên được 2 sao. Ôi, ghê đấy. Kitsune lên 3 sao kìa. Còn này còn thiếu một lâu. Kitsune lên 3 sao đi anh em. 320 off luôn. Ồ, còn lâu mới lên được. Cũng đã đủ rồi anh em ạ, lên được 3 sao. Mạnh đấy. Còn lên 3 sao thì đừng hỏi nhá. Sau một gọi là quá trình tìm kiếm lâu năm, cuối cùng chúng ta cũng đã đủ rồi. Này thật sự, có quest gì không nhỉ? Có cái mission quest này thôi, để mở đập hòm thôi. Nhiệm vụ này nó khá là khó chịu. Nó không hề dễ chơi như các cái nhiệm vụ khác. Một phát như thế này, 18.000 máu. Con này cũng sẽ rơi tầm khoảng 14k. Chúng ta cũng sẽ hạ rất là dễ thôi. Rồi, chúng ta sẽ được thêm 25 coin nữa. Bây giờ mình sẽ vào đây để chơi anh em ạ. Chơi full sự kiện luôn. Dĩ nhiên thì phần thưởng vẫn là Cryogenic, con rồng đẹp nhất ở trong này. Cryogenic Daxora, con rồng Legendary xịn sò nhất. Ở đây có thêm một con Polar Seraph nữa. Cũng đấy, tỏa sáng nhìn đẹp ghê. Nhìn đẹp. Nhưng mà mình sẽ tập trung chơi cái này nhá anh em, để xem có thể kiếm thêm được coin kia gì không. Bây giờ cần cái mũ khá nhiều để nó next sang cái mới. Cái này cũng cần này. Bông tuyết cũng sẽ cần nha. Bông tuyết có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, nhưng mà nó chẳng vào một cái nào cả. Khối băng thì lúc nào cũng sẽ cần rồi. Cái gì ấy nhỉ? Cái con này không cần này. Sang bên này cái bông tuyết cũng không nhiều lắm nhỉ. Nó cửa cách nhau ấy anh em. À đây. Có ngay. Có thiếu đâu, không hề thiếu một chút nào cả. Đấy, mũ này. Có thêm gì không? Bông tuyết này. Đó, hợp lý. Cái tay này cũng cần. Đấy, cả hai cái đều cần hết. Kéo xuống dưới để ăn hết bông tuyết đi. Đây mình đủ ở đây. Chúng ta được thêm một cái búa, một cái ace, nhưng mà mình nếu là hòm đấy. Chúng ta có thừa búa nhưng mà lại không có hòm để mà mở. Đấy, nó vấn đề đấy. Cả một vấn đề rất lớn. Rất lớn luôn. Vì không có hòm để mà mở ấy chứ. Chứ chẳng nói gì đến búa thì cả một đống luôn. Cuối năm này. Đây, sang đây ăn ô này đã. Ăn tất cả găng tay đã. Để cho nó giảm xuống, nó bằng nhau đi. Thì nó sẽ hợp lý không? Nổ. Một phát nữa này. Ok, một hit nữa. Đây, sang một như thế này. Hợp lý chưa nhỉ? Nổ cái gì đây? Một hit. Cái này không sang được 5 cái nhỉ? Tôi đang cần 5 cái cơ. Cái này mà nổ với nhau thì nó sẽ rất là phí. Biết làm thế nào để cho nó nổ mà nó không liên quan đến nhau ấy. Khó ghê. Một cái này cũng thế đấy. Thế nhỉ? Để cho nó rơi xuống đi. Rơi xuống thì chúng ta lại hơi ấy rồi cho nổ sang lại. Ui chết rồi, bây giờ thì nó lại tách nhau ra rồi. Ở đây không tách nhau ra đâu anh em ạ. Không thể tách đâu. Mình thấy nó là hợp lý, này là ngon hơn này. Rơi hết xuống chưa nhỉ? Lại thêm một cái PixA nữa anh em ạ. Icer Trash. Con này mình cũng đã đi lấy nó luôn. Bảo nghe chừng là cái cuộc đua Heroic mới lần này là sẽ khó đua hơn rất nhiều cho anh em. Thì anh em hãy chuẩn bị đi.
may nó nổ theo kiểu này thì cũng đỡ, đỡ hơn. Thì cuộc đua Heroic lần này hình như là nó sẽ đua chỉ người nhất sẽ được cái phần thưởng thôi thì phải. Mình cũng không rõ lắm nhưng hình như là như vậy. Để mình xem lại cho anh em ở trong cái hội bên game truyện tranh nhé. Cái sự kiện lần này nó khá là khó hiểu, khá là mệt đấy, khá là vất vả luôn. Zodiac Aquarius. Thôi tạm thời mình sẽ dừng ở cái phần này ở đây đã. Mình sẽ đi thêm cái map của cái sự kiện Icebus Dragon đó. Ở đây có một con rất là đẹp nhưng mà mình không thể lấy được. Đó chính là cái con Polar Seraph này. Nó đẹp thôi rồi luôn. Tạo ra một cái cơn kiểu cơn mưa ấy, mưa tuyết ấy, đẹp xịn. Nhưng mà Legendary này chỉ để ngắm thôi anh em ạ. Legendary, ánh sáng, nó là bá chủ của cái hòn đảo này. Ok, thì chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.